Hôm nay mình rảnh rỗi mình đi vào rừng các bạn, rào vào một cái rừng, cái khu rừng này là khu rừng ở thành phố chính mà có rừng, một khu rừng nhỏ thôi, cây tầm dông gì đây nhiều quá trời luôn. Hôm nay mình vào khu rừng để hưởng thụ không khí trong lành thử một ngày thứ ra sao. Khu rừng gì nhỏ xíu này, thành phố Hồ Chí Minh mà cũng có rừng không ghê nhé. Mồ mả quá trời nha các bạn, tre mồ mả ở đây cũng có nhiều cái vườn của người dân hay sao, người ta có trồng chuối trong vườn. Mồ mả quá trời. Ồ, có cái mít có trái nữa kìa. Cái mít có một trái trên cao nha bạn. À, có một trái trên cao đó. Trái còn non. Ừ, mộ quá trời luôn. Mộ này cũng giống như mộ lâu năm hồi xưa rồi. Cái cây cổ thụ. Rất là mát. Nói rừng chứ cũng không phải rừng, nhưng mà là một cái vùng cây, cũng cây tự nhiên có, cây người ta trồng cây ăn trái cũng có. Cũng có rừng tự nhiên. Mình đi quanh 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 hết cái khu rừng này thôi. Mát. Mát thiệt rồi. Mộ mộ cổ không? Có một nhà dân ở trong này các bạn, có một nhà dân. Có một con suối nho nhỏ, một con suối nhỏ nhỏ nè, nước bẩn. Đi vào đây thì mình tình cờ thấy người ta đang hạ một cái cây cao, cây cổ thụ ha các bạn, đang hạ nhánh từ trên xuống. Mình thấy nó hay hay, mình quay cho mọi người xem nha. Đó là cũng đây là cũng là cái kỹ thuật mà người ta hạ cây cổ thụ cao rồi các bạn ạ. À, các bạn còn xem nha. Nó xuống. Nó
kéo cái ngọn này ra ngoài cho rớt. Ra là mũi lôi tự nhiên không nổi. Học hỏi ra một cái thế ngoài vô chùm trái quá được. Đây là cái kỹ thuật mà người ta hạ cái cây cố thụ, nhưng mà người ta hạ từ ngọn hạ xuống nó không bị vướng vào đâu hết, hạ kỹ thuật luôn các bạn.